Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tinh Hoa Xanh. Hôm nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về việc có nên trồng cây mít trước nhà không nhé. Mít là một trong những loại cây phổ biến ở nước ta, phân bố rộng rãi ở tất cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Mít được biết đến không chỉ là một loại cây ăn quả ngọt và thơm, mà còn có giá trị thương mại, giá trị dinh dưỡng, nên được rất nhiều người yêu thích. Cũng chính vì thế, mọi người thường có xu hướng trồng cây mít trong nhà để ăn quả và chế biến những món ăn dân dã lạ miệng cho các thành viên trong gia đình. Không những thế, gỗ mít còn được đánh giá là một trong các loại gỗ làm nội thất văn phòng rất được ưa chuộng. Nhưng khi có ý định trên thì không ít người đã tự đặt ra câu hỏi có nên trồng cây mít trước nhà không, hay trồng cây mít trước nhà có tốt không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ xét theo hai khía cạnh khác nhau. 1. Về thẩm mỹ. Cây mít có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện đất đai cằn cỗi, nhiều sỏi đá. Do đó, nhiều người thường trồng cây mít để vừa làm cây ăn quả, vừa tạo không gian xanh và bóng mát nhưng không cần kỳ công chăm sóc. Thế nhưng, mít cũng là loại cây có nhiều cành lá sum suê, vào mùa rụng lá, nếu gia chủ không thường xuyên quét dọn thì sẽ dễ làm mất đi mỹ quan chung của ngôi nhà, tạo cảm giác bừa bộn u ám. 2. Về phong thủy. Trong phong thủy, có hai luồng ý kiến trái chiều về ý nghĩa của cây mít. Một số cho rằng cây mít không có giá trị gì, còn một số lại nghĩ cây mít tượng trưng cho sự đoàn kết, liên kết, trí tuệ, tĩnh tâm và kiên cường. Từ hai ý kiến trên có thể rút ra kết luận, dù mang giá trị phong thủy hay không thì cây mít cũng không chứa hàm ý xấu về mặt phong thủy. Vậy thì, có nên trồng cây mít trước nhà hay không? Tuy mang khá nhiều ý nghĩa tích cực, nhưng theo các chuyên gia phong thủy, không nên trồng cây mít trước nhà bởi các lý do sau. Thứ nhất, dân gian có câu, cây mít có ma, cây đa có thần, ám chỉ việc trồng cây mít trước của nhà sẽ là nơi ma quỷ trú ngụ, thu hút tà khí, ảnh hưởng xấu đến thần và tài vận những người thân trong gia đình. Thứ hai, cây mít thuộc giống đại thụ than gỗ, thường có kích thước lớn trung bình từ 8 đến 15cm, nhiều lá rậm rạp. Do đó, việc trồng cây mít trước nhà không hề tốt, gây cản trở dương quang và dương khí, lưu thông vào đại môn. Theo bách khoa phong thủy, phía trước ngôi nhà phải thoáng, rộng, không bị che khuất mới thu hút được trường khí vào nhà. Vậy nên, việc trồng cây mít trước nhà là không phù hợp. Thứ ba, do mít là loại cây có nhiều cành lá sum suê, vào mùa rụng lá khiến gia chủ phải thường xuyên quét dọn, khiến ngôi nhà trông mất thẩm mỹ, tạo cảm giác bừa bộn, u ám. Ngoài ra, quả mít hư dễ rụng, gây mùi khó chịu, thu hút nhiều côn trùng, ruồi nhặng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thứ tư, cây mít thường được trồng phổ biến trong các nhà chùa, vườn chùa hoặc ở hai bên phía sau chùa. Do đó, việc trồng mít trước nhà là không nên, tránh phạm phải yếu tố tâm linh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tinh Hoa Xanh. Nếu có vấn đề thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Công ty Cổ phần Kiến trúc Xanh Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ, thiết kế cây xanh, cây công trình, chăm sóc cây chuyên nghiệp, chăm sóc cây sân vườn biệt thự, chăm sóc cây xanh khu đô thị, chăm sóc cây xanh nhà máy xí nghiệp, cây xanh công viên. Liên hệ 0931098998 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.